Nhiều với mọi người, đấy là toàn bộ 5 hectare, cám của gia đình đấy ạ. Đấy, đấy từ trên đỉnh này xuống, vòng xuống và sáng quả là đôi bên kia là toàn bộ 5 hectare cám. 3.000 cây và năm nay là thu hoạch đấy ạ. Còn bên đôi bên kia mà cám nhỏ bên kia đó là cùng 5 hectare mới trong năm thứ hai. Đấy là trong năm thứ tư đấy, năm thứ tư là có quả đấy đấy, mấy mông quá. Bạn ghi đến tháng 11 nên có hệ tính đấy. Nó bên kia, cả cái đôi bên kia nữa là 5 hectare.